Tiểu sử bình luận viên Việt Khuê. Bình luận viên Việt Khuê là một trong những bình luận viên trẻ được yêu thích hiện nay khi mà thường xuyên bình luận các trận đấu quốc tế trên sóng VTV. Ngoài là bình luận viên, anh còn là một trong những MC được nhiều người yêu mến trong các chương trình triệu view của VTV. Việt Khuê có tên đầy đủ là Nguyễn Hữu Việt Khuê, sinh vào ngày 11 tháng 3 năm 1984. Không chỉ giữ vai trò bình luận viên thể thao, anh còn đảm nhiệm vị trí biên tập viên, MC cho nhiều chương trình ở đài truyền hình Việt Nam như Bản tin Thể thao Trưa, Thể thao 24/7, 360 độ Thể thao. Anh sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, là con trai của nhà toán học Nguyễn Hữu Việt Hưng. Ít ai biết rằng bình luận viên Việt Khuê là thủ khoa của trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội vào năm 2006 và cũng là thủ khoa đại học trên toàn quốc vào năm đó. Vì vậy mà sau này thì anh đã có cơ duyên làm MC của chương trình Đường lên đỉnh Olympia và đã được nhiều bạn học sinh ái mộ. Bình luận viên Việt Khuê có phong cách bình luận trẻ trung, năng động và dí dỏm. Anh là cặp bài trùm với bình luận viên Tạ Biên Cương khi mà cùng nhau song kiếm hợp bích trong nhiều giải đấu quốc tế. Nếu như Biên Cương có phần cuồng nhiệt thì bình luận viên Việt Khuê lại trầm lắng hơn và đưa ra những nhận xét chuyên môn hữu ích. Cả hai bù trừ cho nhau và là một phần không thể thiếu cho những trận cầu nảy lửa ở trên quốc tế lẫn giải quốc nội. Về con đường sự nghiệp, cơ duyên từ toán học tới World Cup. Việt Khuê có tài năng toán học thiên bẩm từ nhỏ như ba của anh, nhà toán học Việt Hưng. Năm 1994, bố của anh đang công tác ở Viện Toán học Serum Bò ở Tây Ban Nha thì đã nhận được thư của anh. Lúc này, anh đang 10 tuổi và ấm ức vì bị loại khỏi kỳ thi học sinh giỏi toán bởi một cái đề oái oăm. Nhiều đồng nghiệp quốc tế đều chạy tới văn phòng của bố anh nhăn nhó khó hiểu. Tại sao lại hỏi trẻ em 10 tuổi một bài toán khó như thế? Sau khi giải thích bài toán đánh đố này cho con trai, bố anh đã ra đề toán khác thú vị hơn nhân dịp World Cup 1994. Cậu bé đã giải được bài toán này và nó như là cơ duyên với nghề nghiệp của Việt Khuê. Mặc dù tốt nghiệp khoa toán với điểm số thủ khoa 9.5/10 cao hơn tất cả những sinh viên trên toàn quốc, nhưng một bước ngoặt đã làm thay đổi tất cả. Ban đầu, anh dự định làm nghiên cứu khoa học và đối nghiệp cha mình. Nhưng một lần may mắn tham gia vào chương trình Người hâm mộ cùng bình luận World Cup 2006, anh đã quyết định đi theo lĩnh vực truyền hình. Ban đầu, anh làm dẫn chương trình cho các bản tin của đài truyền hình Việt Nam như Nhịp đập 360 độ Thể thao, 360 độ thể thao 24/7. Sau đó, anh được giao phó tham gia vào bình luận trực tiếp ở những giải đấu lớn như AFF Cup, SEA Games, Euro, World Cup, ASEAN. Từ năm 2007 đến năm 2015, anh là người phụ dẫn cho chương trình Đường lên đỉnh Olympia từ năm thứ 8 đến năm thứ 13. Anh đã để lại dấu ấn trong lòng người hâm mộ bởi vẻ ngoài thư sinh, lối dẫn lịch sự, chuyên nghiệp nhưng vẫn trẻ trung. Năm thứ 15 của chương trình này, anh là người dẫn dắt tại gala kỷ niệm 15 năm cùng với MC Ngọc Huy. Năm 2014 đến năm 2016, anh là người dẫn chương trình Siêu Sao Dạ Ngoại Hạng. Đây là cuộc thi trả lời câu hỏi và tham gia vận động đầy hấp dẫn và được nhiều người theo dõi. Năm 2014, anh tham gia sự kiện World Cup 2014. Chia sẻ về mùa giải được quan tâm này, anh đã kể về tần suất làm việc của các bình luận viên ở đài truyền hình VTV. Nếu như là ngày bình thường thì các bình luận viên sẽ quay đều đặn, nhưng tới mùa World Cup thì phải quay như trong chóng. Ngoài 64 trận tường thuật trực tiếp, VTV còn thực hiện chương trình đồng hành cùng với FIFA World Cup mỗi ngày. Năm 2015, anh được VTV A Cuộc đề cử là MC ấn tượng. Năm 2017, anh bất ngờ là người dẫn chương trình Cà phê sáng với VTV3 lúc 7 giờ hàng ngày. Trước đó 5 năm, anh cũng có cơ duyên dẫn chương trình, nhưng sau đó thì anh lại bận đi công tác và không tham gia nữa. Lần trở lại vào tháng 10 năm 2017 khiến cho anh vô cùng hào hứng và mong chờ. Trong mùa giải Euro 2020, bình luận viên Việt Khuê cùng với bình luận viên Tuấn Anh
là những người truyền lửa cho hầu hết những trận đấu phát trực tiếp ở mùa giải này. Về câu chuyện đời tư, vợ của bình luận viên Việt Khuê là Đào Anh Thư, cô cũng từng học đợt Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội và công tác tại Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Sau khi cưới thì cả hai có một con trai, một con gái tên là Ron và Rim. Anh chia sẻ, bà xã là đồng nghiệp nên có thể thông cảm cho anh trong công việc và cuộc sống. Vì không phải đồng nghiệp cũng khó có thể thấu hiểu cho công việc làm truyền hình liên tục đi sớm về khuya. Trong đài truyền hình, anh là nhân vật đa tài khi mà vừa đảm nhiệm vai trò sản xuất lẫn chương trình. Anh cũng bình luận bóng đá vô cùng lôi cuốn và hấp dẫn người xem. Bình luận viên Việt Khuê rất nhiều lần khoe giọng hát của mình trong nhiều chương trình như Chào mừng năm mới 2015, Trò chơi âm nhạc 2014, Hát mừng đội tuyển Việt Nam. Nhiều fan hâm mộ đã nhận xét anh là một bình luận viên hát hay nhất đại